đấy nó đẹp trai. Bây giờ ông Lai bắt đầu quay vòng về chúng ông Nguyễn, ông Đôn bắt luôn. Em ăn cái gì rồi? Bắt rồi. Em nói thật chỉ cần hở ra tí là mình trốn được. Nhưng mà hôm qua là như thế nào mà trốn được? Hôm qua nó không mở cửa thì mày không có tài đấy. Mày mày gặp tao là mày xiên đi à? Không đâu. Không có dao nó chơi được. Đưa về huyện à? Để vào đâu em nhở? Vào phòng đây luôn à? Em đưa lên trên. Đưa lên trong phòng đây à? Thằng em này vào nhà mình rồi. Ông em này đưa nhà mình. Còn chưa? Bắt được nhân vật nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Ông em. Cái gì mà các ông đừng. Đừng cái gì? Mấy ông đang bắt được. Mày nổi tiếng nhất Việt Nam đấy. Đúng ấn như còn nào? Đúng ấn như còn nào? Đủ cười. Xin về với thằng em này đâu? Rồi các anh một. Lấy người nhất Việt Nam em lên trên. Lấy còng người nhất Việt Nam nhá, bắt được cả ông em sự nhá. Chú lấy còng mình vào. Còng từ từ, bình tĩnh cho mọi người, bao nhiêu người đây, thằng ơi. Ngồi yên đã. Còng với lại cái dây chói. Anh phải gọi còng lên đây, gọi. Em còng lên. Còng lên, còng lên, lấy còng lên. Cần nào đâu anh em này rồi. Có xe đây về chưa? Dây vào nhá. Cậu đi làm không mang đồ à? Lấy còng đi. Rồi rồi, các anh cứ ngồi đây để. Chó đồ chân lại. Dạ. Có anh em đây rồi. Đây luôn chạy vào mắt. Chuyên đúng sẵn mắt cướp bây giờ. Anh gọi hiệu chưa? Anh gọi. Rồi. Bây giờ tôi phát hiện tình cảm. Dây dương bột đây. Nhâm lên ra thùng cho bác tải. Bên kia đây bắt đầu nha. Đang cầu cử. Đây anh em nhá. Nổi tiếng nhất Việt Nam nhá. Rồi rồi ok ok. Hốt voi. Bắt đầu rồi đang đứng cho anh Bồn. Hả? Rồi rồi rồi. Ờ trông cho anh Bồn. Đóng huấn đô xe là anh em bổ cho quả xẻ cho nó hoành tráng cho chú hiệu lên luôn VTV1. Cháu có xe chở nó về chưa? Có xe rồi về chưa? Không thì không. Không người không giữ lại chưa? Rồi rồi. Ngạo con thấy gọi anh. Anh em ngồi ôm nó nhá. Ok. Ôi bọn anh